nay. Tôi là Nguyễn Kim Oanh, biên tập viên của đài truyền hình Tổ 3, tất cả mẹ trường trung học cơ sở Hoàng Diệu. Kính thưa quý vị, bản tin hôm nay nói về biến áp nguồn và cách sử dụng nó. Để tìm hiểu về biến áp nguồn, trước hết chúng ta cần phải hiểu biến áp nguồn là một thiết bị quan trọng trong hệ thống điện, được sử dụng để điều chỉnh điện áp đầu vào thành các mức điện áp giá khác nhau. Điều này rất quan trọng trong nhiều ứng dụng khác nhau, từ công nghiệp đến gia đình. Trong bản tin này, chúng ta sẽ tìm hiểu về một biến áp nguồn cụ thể có điện áp vào 220V, 50Hz và các thông số kỹ thuật đi kèm. Biến áp nguồn được mô tả bằng nhiều thông số kỹ thuật quan trọng. Dưới đây là một số thông số chính của biến áp nguồn. Điện áp vào cho biến áp này là 220V và tần số là 50Hz. Điều này đảm bảo rằng biến áp hoạt động ổn định trong hệ thống điện thông thường. Bảo vệ và độ an toàn, biến áp nguồn này được trang bị đồng hồ chỉ thị điện áp ra và có mạch tự động đóng ngắt. Điều này đảm bảo an toàn về độ cách điện và độ bền điện trong quá trình sử dụng. Vậy tại sao chúng ta cần phải sử dụng biến áp nguồn? Sau đây là một số câu trả lời đến từ các thành viên tổ 3. Tôi xin trả lời câu hỏi phỏng vấn của phóng viên Nguyễn Kim Anh. Việc sử dụng biến áp nguồn là cực kỳ quan trọng trong các ứng dụng điện, đặc biệt là khi bạn cần điều chỉnh điện áp đầu vào để phù hợp với các thiết bị điện cụ thể. Biến áp nguồn giúp bảo vệ thiết bị khỏi các ứng dụng và đảm bảo an toàn về cách điện. Vậy, biến áp nguồn với điện áp vào 220V, 50Hz là một thiết bị quan trọng trong hệ thống điện. Nó cung cấp các mức điện áp giá khác nhau, cung cấp tính linh hoạt cho nhiều ứng dụng khác nhau. Việc sử dụng biến áp nguồn đảm bảo an toàn về hiệu suất trong quá trình sử dụng. Vậy, chúng ta cần biết cách dùng như thế nào và nó có những lưu ý gì? Hãy cùng xem câu trả lời của các bạn tổ 3 nhé. Loại máy chỉ có một đồng hồ vôn, đồng hồ này hiển thị điện thế ra 100V đến 110V. Loại máy có một đồng hồ vôn và một đồng hồ ampe, đồng hồ vôn hiển thị điện thế ra, đồng hồ ampe hiển thị dòng. Tắt máy nút off hoặc CB, cách sử dụng máy biến áp 3 pha, điện vào input 380V, nhận ra output 220V đến 200V, dùng cho thiết bị sử dụng, bật công tắc nút on hoặc CB, máy sẽ cấp nguồn điện ra và sau đó quý khách sẽ mở từng thiết bị để sử dụng. 3 đồng hồ vôn kế tiếp hiển thị điện thế ra, đồng hồ ampe kế hiển thị dòng, tắt máy nút off hoặc CB. Tôi xin trả lời câu hỏi phỏng vấn của biên tập viên Nguyễn Kim Anh. Khi sử dụng máy biến áp một pha, chúng ta cần những lưu ý sau đây để đảm bảo an toàn và hiệu quả. 1. Để máy ở những nơi khô ráo thoáng mát, tránh để ở những nơi bụi bẩn ẩm ướt hay là có ánh nắng trực tiếp chiếu vào. 2. Là tránh đặt máy ở những nơi có đồ vật dễ cháy hay là để gần hóa chất. 3. Đầu vào của nguồn điện phải lớn hơn công suất của máy để đảm bảo an toàn và chất lượng cho máy. 4. Khi không sử dụng, cần rút tất cả các thiết bị kết nối với máy biến áp. 5. Cắm vào máy biến áp phải thực sự chắc chắn, không được lỏng lẻo để gây ảnh hưởng ít nhiều. Ngoài ra thì chúng ta cũng không nên sử dụng quá công suất với máy biến áp để tránh gây hao tổn điện năng và làm hỏng máy biến áp. Dòng sản phẩm này thì được sử dụng cho các nhu cầu về thí nghiệm, các nhu cầu đặc biệt trong việc nghiên cứu và các nhu cầu sử dụng không phổ biến. Xin quay trở lại với sản phẩm thì đây là loại một pha có công suất là 1,1 kVA, dòng tải tối đa là 5 ampe. Các bạn nhìn thấy ở trước màn máy đây, mô đen của sản phẩm là FB255 và đây là loại công suất nhỏ nhất, loại biến áp vô cấp một pha công suất nhỏ nhất do Yiwa sản xuất. Ngoài ra thì còn có các loại khác công suất cao hơn thì chúng tôi sẽ giới thiệu trong các video clip khác. Xin đi sâu về sản phẩm này thì đây là hình ảnh sản phẩm sau khi tôi lấy ra vào hộp thì nhìn thực diện nó sẽ như thế này. Nhìn rõ ràng là Yiwa công ty Nhật Linh sản xuất. Ở trước màn máy thì sẽ có một cái đồng hồ hiển thị này, điện áp, có một cái núm ngoặc để thay đổi điện áp, có một công tắc tắt mở, hai cái ổ để lấy điện ra, một cái cảm áp, breaker hay là CB để bảo vệ. Thì tác dụng của sản phẩm như thế nào thì bạn sẽ theo dõi tôi. Trước tiên là tôi sẽ cắm cái dây nguồn này vào ổ điện lưới 220V. Sau đó tôi bật máy lên. Đây là máy đang hoạt động. Vậy thì tác dụng như thế nào? Các bạn có thể để ý cái núm ngoặc này và cái ổ vôn đây. Các bạn có thể để thay đổi cái điện áp đầu ra ở hai ổ này các bạn nhé. Ví dụ, các bạn nhìn tôi quay. Tôi chỉnh lên 100V trên ổ vôn, nghĩa là ở hai cái ổ điện thì trong máy này các bạn sẽ lấy ra điện 100V, hoặc tôi chỉnh lên 200V. Thì khi này điện áp ở hai ổ này 200V. Rất tiện lợi trong trường hợp các bạn rơi vào những trường hợp đặc biệt, không có thiết bị đổi điện, không có biến áp từ mẫu thì bạn sẽ dùng biến áp cấp này. Hoặc đây tôi chỉnh về 50V này. Thì hai ổ này các bạn sẽ lấy được ra điện 50V. Điện áp dao động các bạn để ý này, điện áp dao các bạn có thể dao động từ 0V đến 250V, nhưng thấp nhất để 0V. Cao nhất đến 250V. Đây 250V này đỏ đây. Điện áp vào thì chắc là 220V rồi. Và có một điểm phải lưu ý đó là điện áp đầu ra sẽ dao động theo điện áp đầu vào các bạn nhé. Nếu như các bạn để nguyên như thế này, để 200V. Nếu điện áp đầu vào của bạn không phải là 220V nữa thì điện áp đầu ra cũng sẽ dao động theo tỷ lệ thuận, hoặc là sẽ cao hơn hoặc là sẽ thấp hơn 200V. Ở trên đỉnh máy thì sẽ có một quai sách các bạn nhé. Quai sách các bạn có thể dễ dàng di chuyển. Ở phía sau thì như thế này. Các bạn có thể nhìn rõ qua khe này, dây đồng này, màu đồng này. Phía sau là tem sản phẩm. Tất cả các sản phẩm liên quan thì hiện tại đều sử dụng tem bảo hành chứ không phải là giấy. Bản tin khoa học tự nhiên 8 đến đây là kết thúc. Tạm biệt và không bao giờ gặp lại.